Người ta cũng nói em là không thích thịt ba rọi. Anh thích thì kệ anh, nhưng bây giờ em xinh đẹp rồi, em có nhiều người theo đuổi hơn rồi. Mình có thể thì các bạn cũng có thể. Thưa quý khách hàng, lúc nãy thì anh có trao đổi, nói chuyện với bạn Hoài một chút xíu. Thì có hẹn là sau khi mà hoàn thành cái liệu trình thai phem thì sẽ gặp nhau tâm sự nhiều hơn. Bây giờ chắc là cũng sắp xong liệu trình rồi đó. Đây rồi, mới nghe tiếng mở cửa. Hoài hả? Dạ. Rồi, mời em đứng đây nha. Dạ, chào chị. Đang có quý khách hàng đang theo dõi livestream luôn. Dạ. Rồi, nãy giờ thấy hoàn thành liệu trình xong, giờ cảm giác sao nè? Trời, hiện tại thì em cảm thấy là rất là vui, rất là kiểu háo hức luôn á. Tại vì mới có 2/3 liệu trình thôi mà em cảm thấy là người của em, là chị thấy, chị có thể thấy là đó, thay đổi mà em có tự tin để mà em mặc những cái chiếc áo bo em như thế này. Bao nhiêu năm mà mình chưa được mặc những cái áo bo em như thế này? Chắc là từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên luôn rồi đó. Dạ. Vừa xong 2/3 liệu trình xong là em là sắm chiếc đầm này về liền luôn. Vậy hả? Dạ. Hiện tại mình đã giảm được bao nhiêu cân rồi nè? Lúc trước thì em 74 cân. Dạ. Sau 2/3 liệu trình á thì em còn 58 cân. Em giảm được 16 cân luôn. Wow, ngoạn mục nha. Dạ. Còn vòng 2 của mình bé lại lắm luôn á. Vòng 2 của em thì lúc trước chưa giảm cân á thì em như tại 90, đúng rồi, 90. Xong rồi sau khi mà giảm xong á thì em còn 76, em giảm tới 14 luôn, 14 cm. Wow. Có nghĩa là chưa kết thúc liệu trình luôn mà dạ, đúng đã có một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục. Dạ, mình... em nghĩ rằng là nếu mà em háo hức rồi, xin lỗi. Không sao. Em nghĩ là nếu mà hết một cái liệu trình á thì em nghĩ là em còn giảm được nữa 2 tháng mà để mà dự cái đám cưới của bạn em á, thì em nghĩ rằng là lúc đó em sẽ đẹp lên, và điều đặc biệt đó là em sẽ chặt được cô dâu chị. Nhớ là ngày hôm trước còn đập là còn buồn, còn tự ti về ngoại hình của mình lắm luôn á. Dạ đúng rồi. Em nghĩ rằng là sau liệu trình đó là em sẽ tự tin sắm cho mình một cái chiếc đầm body thiệt là sexy quyến rũ để mà ướm lên trên người mình liền. Dạ. Sau khi mình tác động an sinh nõn thực vật. Dạ. Đó, về nhà mình có cái biểu hiện hay cái sự thay đổi nào không? Lúc mà em sử dụng những cái phương pháp mà tập thể dục rồi á thì em cảm thấy là nhức cơ rồi nè, rồi đau hai cái khớp gối, rồi bị đau lưng nữa nghe, đau ngay xương sống á chị. Khi mà em sử dụng cái liệu trình này xong á thì em cảm thấy là khá là thoải mái, khá là ổn. Hiện tại thì sức khỏe mình rất là tốt. Dạ. Nó rất là bình thường, trôi qua một cách rất là bình thường luôn á. Dạ. Thì nó đều ra hệ bài tiết hết. Việc mà đào thải mỡ của em là thông qua hệ bài tiết đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì em đã nhìn thấy nó như thế nào mà em biết là mỡ đang được đào thải? Em có liên hệ với bác sĩ á, tại vì em thấy nó ra có váng mỡ với cả màu hơi sẫm sẫm trong sọng, em cũng hơi sợ. Lo đúng không? Em lo, em hơi sợ. Bác sĩ có tư vấn với em là yên tâm đi, cái đó là mỡ thừa của mình, với lại những cái chất độc á trong người mình nó không có tốt thì nó sẽ đi theo ra hệ bài tiết luôn. Lúc đầu gặp á mình tự ti về ngoại hình bao nhiêu thì bây giờ thấy em là tự tin vui vẻ hào hứng bấy nhiêu luôn á. Dạ. Sau khi mà giảm xong á, xong 2/3 liệu trình thôi là em cảm thấy rằng là mọi thứ nó đến với em rất là nhanh. Ví dụ như là về tình cảm nè. Tình cảm luôn. Tình cảm hơi bất ngờ nha. Dạ. Thì đôi khi lúc mà em còn thân hình hơi béo á, mọi người không có một vài cái cử chỉ quan tâm đến mình, quan tâm đến mình đâu. Dạ, nhưng mà bây giờ thì em cảm nhận được rằng là họ có những cái cử chỉ dành cho em á, thì em rất là vui luôn á. Và vì cái ngoại hình của mình nó quá nhiều năm như vậy rồi, cho nên chắc từ trước giờ em rất là tự ti trong cái việc em bày tỏ cảm xúc với người mà em thích. Dạ. Có bao giờ tỏ tình chưa? Có, như lúc trước em cũng chia sẻ thì em tỏ tình nhưng mà thất bại đó. Người ta cũng nói em là không thích thịt ba rọi, nhưng mà bây giờ em là em tự tin á, em khẳng định rằng là anh thích thì kệ anh, nhưng bây giờ em xinh đẹp rồi, em có nhiều người theo đuổi hơn rồi thì em tự tin. Dạ. Em cũng không quan tâm đến những cái lời của quá khứ nữa. Dạ. Em có thể gửi đến một vài lời nhắn nhủ đến quý khách hàng hoặc là những người cũng là nạn nhân của body shaming giống như em vậy đó, cũng đã bị kỳ thị về ngoại hình, khó khăn về ngoại hình và gặp rất nhiều những cái bất công trong
của cuộc sống. Em đã từng nghĩ rằng là mình không bao giờ lấy lại được cái vóc dáng và không thể nào có được cái vóc dáng như ngày hôm nay đâu. Nhưng mà sau khi đến đây á, thì như mọi người đã thấy đó, chỉ có mới 2/3 liệu trình thôi, em đã có một cái vóc dáng như là em mong muốn. Em nghĩ rằng là sau cái liệu trình này thì em sẽ thành công và em đạt được mong muốn của mình thôi. Em muốn gửi đến mọi người rằng là mọi người hãy đến viện thẩm mỹ Korea. Mình có thể thì các bạn cũng có thể. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Nhớ hôm bữa em đến đây em nói là 2 tháng là tới đám cưới của Thắng bạn em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chắc cũng sắp tới ngày rồi đó. Dạ đúng còn rồi. Còn có nửa tháng nữa hả? Dạ đúng rồi. Em nghĩ rằng là sau nửa tháng nữa là em sẽ rất là đẹp hơn. Chính xác luôn á. À dạ. Nghe nè. Ráng chụp hoa cưới nha. Có gì còn gửi thiệp cho anh để anh đi đám cưới của em nữa. Dạ lúc đó em sẽ gửi riêng thiệp mời cho chị luôn. Chị gửi địa chỉ cho em là em gửi liền cho chị luôn. Rồi dạ. Nhớ nha. Dạ. Những đường cong quyến rũ, những vòng eo nuột nà, nhờ enzyme loãng thực vật Bactin Nanomax Duo siêu phẩm đốt mỡ tác động kép tiêu hủy 99% mỡ thừa trong cơ thể, ngăn ngừa hấp thụ chất béo với liệu trình tiêu chí 4K, không đau, không phẫu thuật, không kiêng khem, không nghỉ dưỡng bằng quy trình 5 bước. Bước 1, thăm khám đánh giá lượng mỡ, lượng cơ đối với từng khách hàng. Bước 2, đo chỉ số cơ thể bằng máy 5D Onfit. Bước 3, lên phác đồ điều trị. Bước 4, cam kết văn bản hiệu quả hiệu chỉnh. Bước 5, tác động enzyme loãng thực vật Mactin Nanomax Duo để có eo thon, dáng đẹp, dẹp hết nỗi lo mỡ thừa. Đến ngay Viện Thẩm mỹ Korea để được trải nghiệm dịch vụ giảm béo 5 sao đẳng cấp quốc tế. Cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ sở 2, số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ 1900 0361 hoặc 0911 85 9999 để được tư vấn.